Với mức giá con này á, có cả combo luôn mà nó rẻ hơn thằng NO này thì nó cũng là một cái lợi thế. Với cái con NO907 này á, thì đúng là nếu mình trải nghiệm thật sự thì con này tốt các bạn. Vâng, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ so sánh cho các bạn hai cây hàng này. Một con là NO907 và một con là TQ936. Thì mình sẽ gọi tắt con này là TQ, còn con này sẽ là NO cho nó gọn. Để xem là hai con này các bạn nên lựa chọn con nào và chất lượng của hai con này nó sẽ ra sao khi được đặt lên bàn cân. Vâng, và bây giờ là phần intro. Thì hai cái hàng này đều được cung cấp bởi bên bán linh kiện.vn. Các bạn có thể truy cập vào link kết ở trong phần mô tả video để xem thông tin cũng như giá bán chi tiết của con này. Rồi, hai tay hàng này. Rồi bây giờ thì mình sẽ so sánh cho các bạn xem là nên lựa chọn cái hàng nào cho phù hợp. Đầu tiên là thằng TQ. Thằng TQ này nó chỉ mức giá là 180, nhưng các bạn sẽ có thêm kèm một bộ combo gồm tay hàng và cái cởi hàng này. Cái này sẽ là một cái cởi hàng, một cái nhựa thông và một cuộn củ chì, một cuộn thiết hàng này 0.8mm, cái này là nhựa thông, giá cái này là 6.000. Cái bự bự to to này là cái đế hàng các bạn. Cái này là chuẩn bộ combo của mình đang sử dụng trước luôn á. Ở đây chúng ta có thêm một miếng bọc biển nữa. Mình thì thường hay sử dụng như thế này. Đây là cây quy tơi 936. Tơi quy chứ, đọc lộn rồi. Con này sử dụng điện 220 và công suất của nó là 60W. Và nói luôn cho các bạn là cái tay này là mình đã sử dụng cách đây rất là lâu rồi. Và mình sẽ lấy cái tay cũ ra cho các bạn xem. Đây, cái tay hàng cũ của mình đây. Không khác một cái gì cả, như nhau luôn. Cái tay hàng này thì mình đã sử dụng cách đây gần 1 năm và cũng đã có một cái video riêng cho nó. Nếu bạn nào muốn xem thì có thể click lại trên này để xem cái video đó nha. Mình có đánh giá chi tiết cái con này. Và từ lúc đó mình đã sử dụng cái tay TQ này gần hơn 1 năm rồi. Cây này thì mình sẽ có nhiều chuyện nói với nó hơn, bởi vì mình đã trải nghiệm nó qua trong một thời gian rất là dài. Cho nên là mình nghĩ mình sẽ có nhiều điều chia sẻ với bạn về cái cây hàng này. Còn bộ bên này, đó là bộ NO907. Ở trên này chúng ta sẽ có thêm chiếc zin nữa nè, loại zin nữa. Mình nghĩ loại zin chắc là loại tốt đấy. Trên này chúng ta sẽ có một đầu để bịch cũng trâu chuốt. Đây chúng ta sẽ có thêm một cái dây kẹp mát nha. Con này thì mình đã sử dụng cũng được khá là nhiều lần, cũng được 4-5 lần và hàng hơn chục bo với cái tay này. Nhưng mà chỉ là xài ké thôi. Chủ yếu là mình sử dụng từ trước đến giờ là thằng TQ này rất là nhiều. Thì hai con này đều sử dụng điện áp là 220 và công suất của nó là 60W. Nhiệt độ thì hai con này đều có thể điều chỉnh được nhiệt độ, và khoảng nhiệt độ nó có thể lên tối đa là đều là 450 nha. Con này lên được 450 chỉnh bằng biến trở, con này cũng vậy. Và nhiệt độ thấp nhất của con này là 200, của con này cũng là 200 luôn. Rồi, về phần linh kiện ở phía trong ấy, thì cái con quy tơi thì các bạn có thể thấy linh kiện ở phía trong hết là linh kiện cắm, còn con này là linh kiện dán. Ok, cái gì biết thì mình nói trước. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái thằng TQ này, bởi vì mình có thời gian gắn bó này khá là lâu. Giờ mình sẽ lấy cái hàng cũ ra để dễ hình dung. Rồi không nói vòng vo nữa, bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính luôn. Về cái ưu điểm của cái cây hàng này á, thì là nhỏ, gọn và kích thước của nó thì nó rất giống những cái tay hàng Haco. Nếu mà so sánh thì có thể là những tay hàng Haco nó còn to hơn cái tay hàng này nữa. Đó là một điểm mình rất là thích, bởi vì nó rất là gọn, tối ưu, đơn giản. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái điều chỉnh nhiệt độ, và nhiệt độ của nó lên rất là nhanh và khả năng gia nhiệt của nó cũng rất là tốt. Con này là một trong những cái hàng mà mình rất là ưng. Trời, có khen thì phải có chơi. Cái cây hàng này phải chơi một cái là nó tức điên đó các bạn. Mình phải quay lại với cây hàng mới. Cái mũi mới này nè. Cái mũi mới này mình không biết có phải là do mình hay trong quá trình bảo quản hay quá trình sử dụng hay không. Nhưng mà cái mũi này nó rất thường hay cùi nha. Cùi có nghĩa là nó không ăn chì. Mặc dù nhiệt độ lên rất là cao nhưng mà chúng ta không thể hàng được những cái gì hết trơn ấy. Nói chung là nó rất là khó chịu, rất là ức chế ha. Nhưng cái chuyện này hoàn toàn có thể khắc phục bằng việc các bạn thay một mũi hàng dao. Rồi cái điểm tiếp theo, có thể là cái điểm này nó sẽ không quan trọng, nhưng mà đối với những bạn nào thích sự mát mẻ thì cái hàng này thật sự nó không phải là một lựa chọn tốt. Mình nó không nóng đến cái mức độ mà rất là nóng, mà nó nóng ở cái mức độ mà các bạn có thể chấp nhận được.
Do ngoại hình thiết kế của nó nhỏ gọn nhưng mà nhiệt độ nó lên rất là cao, nên là khi mà nhiệt độ lên cao khoảng 450 á, chơi maximum luôn ấy, và để trong thời gian dài á, thì ở phần này này, ở cái phần này thì các bạn sẽ cảm thấy nó nóng. Nó sẽ không phải là nóng không thể cầm được, nhưng mà nó sẽ sao ta, nó sẽ nói chung là nó nóng đó, nó nóng ở cái phần này, nhưng mà hoàn toàn có thể vẫn cầm được. Nếu các bạn cầm ở phía trong này thì có thể là bạn hàng ở thời gian lâu á thì sẽ rất là khó chịu, nhưng mà hoàn toàn khắc phục chúng ta cầm trên này thôi. Cho nên mình nói cái điểm này nó cũng không quá gì quan trọng. Thường thì mình chỉ những cái hàng nhỏ thì mình cầm trên này, chứ ít khi nào mình thấy ai mà cầm cái hàng như thế này lắm, như kiểu như viết gì đó. Đối với những cái hàng to thì chúng ta cần vậy thôi. Đó, đó là ý kiến cá nhân của mình. Rồi, cái tiếp theo thì khi sử dụng thời gian dài á, thì hiện tại cái hàng của mình nó đang bị cái chỗ này này. Cái phần này nó đang bị lỏng ra này. Lâu lâu thì nó cũng bị lỏng ra, nhưng mà vấn đề chúng ta chỉ cần siết lại là xong, vẫn có thể sử dụng tốt và bình thường. Rồi, thêm một cái nữa là ở phần mũi này. Hiện tại do mình dùng lâu quá đó, mình cũng không có thay mũi luôn, nên là cái này nó cứng luôn rồi. Hôm bữa mình có thử lấy ra nhưng mà không thể lấy được. Mình có dùng búa mình đóng xuống thì nó cũng không ăn thua. Thì cái này là có thể là sử dụng lâu quá cho nên nó bị như vậy. Về phần sensor và mạch ở phía trong thì ok, bền bỉ theo thời gian, chẳng có gì phải lo cả. Rồi, cây này thì tuyệt vời rồi, thêm cái mũi hàng dao thì hết sảy con 37 luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái thằng NO907 này. Cái thằng này thì mình sử dụng không có nhiều như thằng TQ. Vì mình sử dụng cũng có nhưng mà cũng chỉ được 4-5 lần, hàng cũng hơn chục bo thôi. Công suất 60W, khả năng hàng ok, không có vấn đề về vì phải lăn nhăn cả. Mũi hàng thì cũng tốt, tại vì mình dùng ké không mà các bạn. Cái phần trên này thì thiết kế khá là hay nha. Nó khác xa so với cái cây này. Cái này nếu các bạn sử dụng sau một thời gian dài á, thì cái này nó có thể là bị lỏng, bị trượt ren hoặc là bị giòn chỗ này. NO này á, thì nó lại khác, nó sử dụng một cái cơ cấu là bắt ốc kim loại ở phía trên thì nó sẽ rất ok. Vậy cái thân của con này thì khá là bự cho những người tay to, tay bự. Chính vì thiết kế đó cho nên là nếu các bạn sử dụng trong thời gian dài thì sẽ không sợ bị nóng. Nhiệt độ thì 450, mình có xem cái clip test trên bán linh kiện thì con này nó lên nhiệt lâu hơn so với cái con quy tơi này, khoảng mấy chục giây gì đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test hàng cho các bạn xem nha. Nói bây giờ là hơi bị nhiều luôn rồi đó. Một điều mình không thích ở thằng NO này nữa đó là nó quá nhiều dây. Đối với mình 2 cộng là nhiều rồi. Nhiệt độ thì mình chỉnh khoảng là 350 thôi. 350 cho đến là giữa giữa 350 tí. Đây, cái đới hàng cũ của mình đây. Chắc chơi chưa? Chả việc gì phải mua mấy cái đới hàng xịn ra. Mình cũng sẽ cho nó ở mức 350 luôn. Hơn một tí. Quy tơi này thì nó có cái đèn ở phía trong này các bạn. Nó vẫn có đèn đấy chứ không phải không có đâu. Rồi thoải mái, một thằng xài chip dán và một thằng xài chip cắm. Một thằng to và một thằng nhỏ. Một thằng gọn và một thằng không gọn. Rồi giờ kiếm cái gì hàng thử thôi. Rồi chắc cũng được 30 giây rồi, để xem thằng này xem. Wow, nhìn thấy bạn. NO, xong rồi, quy tơi nào. Tơi quy có vẻ là gia nhiệt hơi lâu rồi. Thằng này đã nóng hơn rồi. Tết kiểu này tết cho vui đó các bạn, chứ hàng mới thì cây nào cũng như cây nào đó, chả khác gì mấy. Tay quy hàng nha. Rồi, NO hàng nha. Đâu có sự gì khác biệt. Nói chung hai cái hàng này cũng như nhau thôi. Rồi, hàng mới lớn nha. Quy. Rồi, NO hàng trước nha. Nhiệt độ là hơn 350 một chút. NO màu đen nha. Trời đất ơi. Đó, rồi. Tay quy nha. Tay quy màu đỏ nha. Nhiệt độ hiện tại vẫn hơn 350 một chút.
gì thì còn dễ quá. Gặp lại nha. Rồi. Rồi, NO sáng bóng nha, gớm thật. Tiếp theo, quy tê nha em ơi. Có vẻ là hai con này ngang lửa nhau nha. Rồi, nhiệt độ hai con này hàng ở nhiệt độ hơn 350 độ C nha, không có chỉnh gì hết à. Đây. Hơn 350 một tí. Như này có lẽ chưa đủ đô. Giờ thì mình sẽ hàng thêm một lần nữa thì các bạn sẽ có thể đưa ra quyết định rồi đấy nha. Rồi, mối này là cũng gần bằng một mối cặp to đó các bạn. Rồi, giờ hàng rồi. Trời gớm nha. Hàng tới dưới luôn ta. Uầy, nóng thế. Ai, nó quá lỏng luôn nè các bạn. Một cục rất là to nhưng mà nó vẫn có thể lỏng được. Kinh đấy. Rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Vẫn ở nhiệt độ này nha. Khả năng bù nhiệt rất là tốt luôn á. Rồi, bây giờ đến anh... Mình nghĩ là bình thường các bạn sẽ không hàng đến cái cục nào nó to như này đâu. Rồi quy tê nha. Nhiệt độ hơn 350 một tí. Rồi thế nha. Rồi, hai cây đều hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ luôn. Mình hàng hai cái món này là đủ xài rồi các bạn. Đủ để cho các bạn thấy nó mạnh cỡ nào rồi. Rồi, nhiệm vụ cuối cùng. Giờ thì mình sẽ lấy thằng TQ mở mối của thằng NO. Đây rồi. Gớm nha. Rồi, thấy thằng NO mở thói mối của thằng TQ. Các bạn có thấy đèn chớp không? Nó đang bù nhiệt á. Gớm nha. Rồi, xong như vậy là mình đã test xương xương hai cái cây hàng này cho các bạn xem rồi. NO 937 và thằng TQ 936. Nói chung là hai cây này là ngang tài ngang sức.
Nhưng mà nếu nói về cái tốc độ gia nhiệt cũng như là sức mạnh ấy, thì mình nghĩ là con NO907 này nhỉnh hơn con TQ một chút xíu. Nó gia nhiệt mất thêm khoảng đâu đó mình nghĩ là chỉ 4-5 giây thôi. Với mức giá con này á, có cả combo luôn mà nó rẻ hơn thằng NO này thì nó cũng là một cái lợi thế. Về cái con NO907 này á, thì đúng là nếu mình trải nghiệm thật sự thì con này tốt các bạn. À, con này khá tốt, gia nhiệt nhanh và bù nhiệt cũng nhanh nữa. Với lại là con này nó to sát hơn, cái mũi nó cũng to hơn. Hàng những cái máy to thì mình có cảm giác là nó sướng hơn và nó nhanh hơn so với thằng TQ này. Nhưng mà nếu mà xét về học sinh sinh viên á thì mình nghĩ các bạn nên lựa chọn thằng TQ này. Bởi vì khi mua thì các bạn sẽ có nguyên một bộ combo luôn là nhựa thông này, chiếc hàng này, nhựa thông này, đới hàng này. Xong, không cần phải mua gì thêm. Còn nếu mà anh em nào đã có rồi mà muốn nâng cấp một cái tay hàng mới á thì cái thằng NO907 này á thì có thể là một sự lựa chọn khá là ok. Lựa chọn này nó còn tùy theo sở thích cũng như tài chính của các bạn nữa. Rồi, như vậy là mình đã làm bài so sánh hai cái con này với nhau rồi. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhấn like, share và subscribe mình nhé. Nếu bạn nào muốn mua thì có thể truy cập liên kết hoặc vào trang bán linh kiện.vn để có thể xem thông tin cũng như giá bán chi tiết của hai con này. Hai con này đều là những cái con hàng rất là tốt. Tuyệt vời. Rẻ rẻ vậy nhưng mà cũng tốt đó chứ.